Nhận định bóng đá Liverpool với Aston Villa, 21 giờ ngày 10 tháng 4, vòng 31 ngoại hạng Anh. Vòng 31, Liverpool sẽ được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón các vị khách Aston Villa. Một chiến thắng trong trận đấu này sẽ chứng minh thất bại ở lượt đi của The Kop chỉ là một tai nạn. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Quay trở về sau trận thua trước Real Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League, Liverpool tiếp tục phải chiến đấu cho một suất trong top 4 mùa này, hay ít nhất là một suất dự Europa League. Với 49 điểm có được sau 30 vòng đấu, Liverpool đang đứng ở vị trí thứ 7 và có cùng bằng điểm với đội thứ 6 Tottenham. Tuy nhiên khoảng cách với top 4 cũng đang chỉ là 3 điểm, đồng thời Liverpool đang kém đội thứ 5 Chelsea có 2 điểm. Nếu chỉ tính riêng tại giải ngoại hạng, trong 5 trận gần nhất Liverpool thắng 3 và để thua 2. Thế nhưng trên sân nhà Liverpool vẫn đang để thua 6 trận liên tiếp ngay trên thánh địa của mình. Trong khi đó Aston Villa cũng chỉ đứng dưới đối thủ hai bậc ở vị trí thứ 9, với 44 điểm nhưng mới thi đấu 29 trận. Cơ hội để Aston Villa cạnh tranh một suất dự cúp châu Âu vẫn đang còn, cho dù là rất khó. Ở 5 trận gần đây Aston Villa chỉ có được một trận thắng, hòa 2 và để thua 2. Trên sân khách thành tích của đội bóng còn có phần tốt hơn với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua sau 5 lần du đấu gần nhất. Tỷ lệ kèo Liverpool với Aston Villa, cộng soi tỷ lệ kèo châu Á, xếp trên đối thủ ở bảng xếp hạng và được chơi trên sân nhà nên Liverpool được đánh giá là đội cửa trên cũng hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên kèo chấp lại ở mức khá cao khi lên tới -1. Thế nhưng thành tích sân nhà của Liverpool tại giải ngoại hạng đang rất bết bát. Cùng với đó đội bóng cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều về tâm lý sau trận thua trước Real. Bởi thế chọn cửa dưới ở trận đấu này có lẽ lại là lựa chọn an toàn và hợp lý. Cộng soi tỷ lệ kèo tài xỉu. Kèo tài xỉu cũng đang ở mức khá cao là 3.0. Thế nhưng trước đó ở 6 trận sân nhà gần nhất tại giải ngoại hạng Anh, Liverpool chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng. Trong khi đó ở 5 trận du đấu gần nhất của Aston Villa số bàn thắng cũng chỉ từ 2 bàn trở xuống. Bởi thế chọn xỉu ở trận đấu này lại có phần hợp lý.